bây giờ ông tới đó, bà con, mấy cái đường giờ nó lóc hết rồi đó, mấy cái đường cảnh sát nó lóc hết, bây giờ tổng thống mới tới đó bà con. Nó lóc đường hết, hoàn toàn là lóc hết rồi bà con đó, mấy cái đường đó cảnh sát nó chạy bà con thấy không, xe cảnh sát nó chạy bà con thấy không, rất là đông người ủng hộ bà con, rất là đông người đông, rất là người đông người ủng hộ. Cái cô cầm cờ đỏ đó là cô Ngân đó bà con, cô cầm cờ đỏ là cô Ngân á. Bên Việt Nam mình cũng nhiều lắm rồi bà con. Đó bây giờ cảnh sát không tới, đã tới không tới à, tới à, đây cảnh sát à, hay come in, hay come in, yeah. Hay come in bà con, đó tới rồi đó, ông tới rồi đó bà con, đó tới rồi đó, rất là đông người tham dự đó bà con. Yeah, he come in. Yeah, he come in. Hey, back up, back up. Oh my gosh. Okay, he come in. Yeah, the president come in. Donald Trump come in. Ở trong đống rồi trăm đi ngang chiều thì cô cảm thấy sao cô? Hả? Qua rồi cô, vừa qua rồi nè. Ồ, vừa qua rồi à? Dạ, vừa qua rồi. Dạ, chúc mừng con nghe. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 chúc mừng con. Yeah,
lần này quý quý đi đi ở đây là đâu rồi cái vụ con cô ơi hả cô con không trở lại hả nếu mà con chờ đó thì chờ hơn một tiếng nữa mình trở lại ở dạ chị tiến lên trở lại chị tiến quay ôi chị thấy tổng thống đứng ngang chị thì cảm thấy sao chị từ sáng giờ từ tám giờ sáng giờ sáng dạ rồi hả là đi ra chợ ABC chở mấy chị bạn tới đây 8 giờ trước 8 giờ đi gửi xe chỉ có thì trăm thôi không vui ha vui quá sáng chúc mừng chị nha dạ thì nó tóm lại là xong rồi bà con Hello. Hello. How are you, brother? Good, thank you. Have a blessed day. Yeah, thank you. Oh my God, that was so cool. Đi khúc tổng thống giờ mới qua khỏi. Well done. Finally, the president come in. See you guys. See you later. Thank you for visit. Have a nice day. Cùng tổng thống cũng lái xe được tổng thống Thiên Giang bà con đợi từ sáng tới giờ thì giờ bà con cũng trên đường bà con về rồi bà con cũng vui mọi người bà con đang về thì nó chắc ba ổng vô trong kia chừng tiếng nằm cũng quanh về cho gia thôi lại thôi thì nó tới là chương trình cũng xong thôi thì em cũng xin cảm ơn mạnh thường quân của em. Dạ, mạnh thường quân Suka là tiệm Chubi Tea Shop ở thành phố Cancun đã tài trợ bữa nay là của làm phóng sự ở đây đến Tea Shop ở trong số địa chỉ là 9772 Cancun bà con trong khu QT Golden Marketplace của Vũ Trường Quốc Thái á có bán nhiều loại nước trái cây đa số nước tất là nước trái cây trong đó hết còn đặc biệt là bơ dầm sầu riêng bà con nổi tiếng 5 cali với lại mua 2 tặng 1 dừa sáp có nhiều loại trái cây bơ dầm lắm bà con sinh tố bà con giá là nổi tiếng 5 cali bà con đông khách lắm bà con thì bà con vô lại đó ủng hộ Suka giùm em cảm ơn Suka giùm nhiều Suka ủng hộ bữa nay mạnh thường quân cho mình làm phóng sự bữa nay số điện thoại là 714-908-9988 xin lỗi 714-908-9988 cảm ơn mạnh tiệm Chubi Tea Shop ở thành phố Gango trong khu QT Golden Marketplace cảm ơn Suka nhiều thứ hai là cảm ơn anh chị đại gia Yến Hương với lại Tony Sola có công ty điện mặt trời thì ai cần điện mặt trời thì solar thì liên lạc gì mà Yến Hương Tony Solar có công ty rất là to là bà con ở thành phố Cancun Eco Solar USA số địa chỉ là ở Westminster và Harbor sau lưng cây xăng thì nói tóm lại là cảm ơn Yến Hương và Tony Solar nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự hôm nay và cuối cùng thêm nữa là số điện thoại của Yến Hương Tony Solar bà con có cần điện mặt trời năng lượng mặt trời thì bà con vui lòng liên lạc 714-553-5482 vậy cảm ơn Win Salon là bạn có tiệm salon hair nail
facial massage ở Bang America, ngó qua chỗ Brooklyn Westminster. Cảm ơn Jennifer đã tài trợ phóng sự bữa nay, mình làm phóng sự đón tập 100 tới Calgary bữa nay. Cảm ơn Jennifer nhiều. Tiệm Jennifer là bên kia Bang America, bà con nhìn qua bà con trong khu phở Quang Trung á, Win Salon. Cảm ơn Jennifer nhiều. Cảm ơn Hà Vy Red Salon. Cảm ơn chị Hà Vy với anh Henry. Có hai tiệm salon ở trong khu kêu bằng là chợ Mỹ Thân đó bà con, với lại chợ ABC. Cảm ơn chị Hà Vy và anh Henry giùm nhiều đã tài trợ em làm phóng sự bữa nay. Và bà con nào cần nghe tóc nail nail gì đó là vui lòng lại đó ủng hộ giùm em. Là nói tóm lại, chị Hà Vy với lại anh Henry là có tiệm trong Red Hair Salon là ở trong khu chợ Mỹ Thuận và chợ ABC. Dạ cảm ơn anh chị nhiều đã tài trợ em bữa nay ạ. Dạ, với lại cảm ơn là chị Michelle chủ vô trường Diva Em Dance Studio. Dạ rất là cảm ơn chị nhiều là tài trợ bữa nay chương trình mạnh thường quân của em bữa nay. Dạ chỉ có cái tiệm tóc ở trong khu bánh mì chè Cali bà con Rockhurst and Westminster. Cảm ơn chị Michelle nhiều. Dạ chị Michelle cũng là tài trợ của mình bữa nay, chương trình làm phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Michelle nhiều ạ. Dạ cái thêm nữa là cảm ơn chị Kim Khuyến nước mía Diên Đông. Chị Kim Khuyến nước mía Diên Đông là có tiệm nước mía trong khu Westminster and Rockhurst. Dạ thì trong đó có bán đặc biệt là nước mía. Chị có dừng nước mía, như nước mía có mấy mẫu, mấy mười mấy hai chục mẫu gì trên Riverside bà con. Bởi vì chị bán mía tươi lắm, ai cần mía gì là cứ liên lạc chị bán lại, bán lẻ lại luôn, bán sỉ luôn. Dạ bởi vì nước mía chị bán rất là rẻ bà con, ly to thật to có 6 đồng thôi đó. Nước cái tiệm của chị nằm trong khu Brooklyn Westminster luôn bà con, trong quen ở America kế bánh mì chè Cali á. Thì nước mía Diên Đông là số điện thoại là 714-590-9035. Dạ cảm ơn chị Kim Khuyến nhiều đã tài trợ em cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chị Kim Khuyến nhiều. Dạ em cảm ơn là anh chị anh Quốc Khái và chị Ngọc Hiền. Anh Quốc Khái là có con shop trung tâm mua sắm ăn uống mua sắm ở Westminster ở Grand Go á, ở số địa chỉ là 9772 Grand Go. Trong đó có tất cả có nhiều món nhà hàng, chợ cháo phở, rồi có thức ăn, rồi bán ô tùm lum tùm la mà con, giống như chợ Bến Thành vậy bà con. Và đặc biệt có ca nhạc bà con, mỗi buổi chiều 6 giờ là có ca nhạc, nhưng mà cuối tuần thì có từ bắt đầu 12 giờ và có ca nhạc bà con. Cứ hai tuần là có ca cổ một lần, giọng cổ có hoàn toàn miễn phí bà con. Vô đó thì cứ hả không tốn tiền bà con. Vô đó mình ăn uống mình tùy, mình muốn ăn được không ăn được mình qua ghế mình ngồi coi ca nhạc hoàn toàn miễn phí các bà con. Không ai bắt buộc giáo, còn nhảy đầm thì vô đó coi hoàn toàn miễn phí, không ai trả tiền, không ai bắt tiền giáo. Có sân rộng lắm bà con, có cả trăm mấy cái ghế luôn, tha hồ mình muốn ngồi nhiều mình ngồi. Còn chuyện ăn uống là chuyện của mình muốn ăn không ăn là chuyện của mình bà con. Cái chuyện ăn uống là mình ăn không ăn là không có quan trọng. Thì cái đó tại người ta có chỗ cái đó làm hoàn toàn miễn phí đó bà con. Thì trong đó có cá nướng của chị cô Ngọc Hiền làm ngon lắm bà con. Trong đó cá nướng rồi bún bò Huế rồi cháo của anh Danh Thái rồi tiệm ăn vặt rồi có tiệm chu bi rồi có tiệm chị bán quần áo cũng rẻ lắm bà con. Vừa quẹo vô cái cửa bên tay trái là vừa vô cái bên tay phải liền nó đối diện cái karaoke của chị Ngọc Hiền. Cảm ơn chị Ngọc Hiền giùm tài trợ em bữa nay. Chị Ngọc Hiền cũng có cái đại lý karaoke to lắm bà con. Chị có warehouse đại lý, chỉ có vòng vòng ở cây, chị có tới cả chục tiệm lận. Thì bởi vì chị bán cái số lượng rất là rẻ. Tại vì ta có nhiều tiệm thì số lượng ta rẻ phải không? Bởi vì em cảm ơn chị Ngọc Hiền giùm mình. Thì bà con có cần karaoke hay là ánh sáng hay là âm thanh này kia nọ, bất cứ gì đó, ca hát này kia nọ đó, bà con liên lạc chị Ngọc Hiền bà con. Chị có nguyên cái đại lý warehouse to lắm, bởi vì chị đã bán giá rất là rẻ. Trời, chị điện cái karaoke là số 714-261-5509. Chị có chị thường thường ở trong khu QT Golden Market Play á, là chị Kiều là chị hay qua đó lắm bà con. Thì bởi vì bà con nào cần là bà con lại đó mà bà con mua ủng hộ cho chị, mà chị cũng ủng hộ lại cho em. Cảm ơn chị Ngọc Hiền giùm, cảm ơn anh Ngọc chị Quốc Khái nhiều đã tài trợ chương trình của em phóng sự bữa nay. Với cảm ơn anh chị nhiều ạ. Và cuối cùng là em cảm ơn Yến và Tony. Và bạn của em mới vừa mở cái number one top wholesale ở Santana,
ở đường mặt đường New Hope and đường Fox, kế cây xăng đó bà con, cặp dắt cây xăng à, cách chùa Bát Nhã chừng vài căn thôi. Đặc biệt là bán đồ của Costco, của Amazon, của Walmart, mà của Home Depot, mà giá xe 30-40% bà con. Bà con lại đó bà con thử lần bà con sẽ bị ghiền. Tại vì cái bán đồ đó đồ mới mà bà con, không có đồ cũ đó bà con. Nhưng mà nó mua hoàn toàn rất là ngon, bán rẻ, thì sale khoảng cách khoảng 30-40% đó. Nó tóm là cái tiệm của Yến và Honey gần chùa Bát Nhã cách mấy căn cái cây xăng, cặp dết cây xăng luôn đó. Đó thì cảm ơn Yến và Honey nhiều. Yến và Honey số điện thoại là 562-567-7589. Rồi cuối cùng thì bây giờ em xin cảm ơn bà con nhớ bà con ủng hộ em ha bà con. Phố Cali Bosa TV số 9 và Lý Đô Sài Gòn Cali TV. Dạ, rất cảm ơn bà con ủng hộ em nhiều ạ. Dạ thì thôi, chương trình của em phóng sự bữa nay tới đây là hết. Thì có gì mà vui lòng bà con ủng hộ em ha. Phố Cali Bosa TV số 9, với lại em có thêm cái số điện thoại là có thêm cái đầu nữa là Lý Đô Sài Gòn Cali TV. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ thì thôi, chúc bà con anh khỏe ha, bà con ủng hộ em ha. Anh cho bà con biết một tin tức nữa là người Việt Nam mình á, bữa nay có nhiều cái người Việt Nam mình ở ngoài đây có nhiều cái kỷ lục lắm các bà con. Người Việt Nam mình ra đây có nhiều cái kỷ lục bữa nay lắm. Điển hình như anh này, anh làm nguyên cái trái tim đỏ thật là lớn luôn bà con. Trái tim to thật là to luôn mà có hình 100 tấn. À có hình 800 tấn nữa. Ảnh là có nhiều kỷ lục rất là to, rất là lớn anh bà con. Treo cái cờ rất là cao mà làm nguyên cái tấm hình trái tim rất là to. Mà có cái banner cũng rất là bự bà con. Bởi vì người Việt Nam mình á, bà con coi bên kia cũng có chiếc xe nữa bà con ha. Xe đó cũng của người Việt Nam mình luôn. À người Việt Nam mình làm rất là nhiều cái kỷ lục bữa nay nha bà con. Còn tụi Mỹ thì có, nó có mới làm cái nhỏ nhỏ, nó cầm mấy tấm tranh nhỏ nhỏ, mấy cái cờ nhỏ nhỏ thôi. À, mấy cái banner bự mình á, mấy cái banner bự là mấy cái banner bự là hoàn toàn của người Việt Nam. À banner bự là hoàn toàn của người Việt Nam. Lá cờ rất là to bà con. Đó, lá cờ rất là to. Nhưng mà đó, hai cái xe đó là của người Việt Nam luôn các bà con. Trên đó có hình cha Lý bịt miệng các bà con. À mới vừa đi ngang. À tất cả cái hình trái tim với là mấy cái banner này đó là cái anh này là tác giả, anh này người Việt Nam các bà con. Thì nó tóm người Việt Nam mình bữa nay du địch. Người Việt Nam mình làm mấy cái banner rất là to mà mấy cái máy tranh rồi rất là đẹp. Việt Nam du địch. Rồi thôi, em chắc phải về bà con ơi, em phải còn quay gì, phải quay show nữa. Bây giờ bà con về rồi, chứ bây giờ một số người ta ở lại, người ta đợi ông Tổng cầm ông ăn uống xong rồi ông quay trở lại đó. Thì chắc khoảng tiếng ấy nữa thì mới quay lại. Nói tóm là vậy. Thì bây giờ, thì thôi em chương trình anh tới đó xong. Rồi nó tắm lại về các bà con. Giờ là cảnh sát nó đứng dẹp dẹp đường thôi. Quay lại là đồng minh người Việt Nam mình. À này tất cả bà con Việt Nam mình nghe. Mấy người Việt Nam của mình hết. Cậu ơi, cậu nghĩ bữa nay sao mà mấy tay ta mặt bự của bông xa con thấy không có ai xuất hiện như vậy, con chỉ có mấy cô. Không hiểu tại sao nhưng mà cái team, cái đội này á là luôn luôn ủng hộ ông Trump. Không biết con có quay mấy lần rồi không biết. Kìa, tại vì chúng tôi
yêu ông Trump. Ông Trump là một cái ông mà tổng thống mà vĩ đại nhất của history. Bên đây cô thấy ông Trump đơn giang thì cô cảm thấy bên đây ông Trump đơn giang cô cảm thấy sao ạ? À? Thì không có thấy ổng, nhưng mà thấy cái xe ổng qua là mình cũng cảm thấy mình hạnh là vui rồi. Xe là yêu. Dạ, mình chờ đây cả một buổi sáng. Mưa đó, mưa tay tu đó. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn, chúc sức khỏe con nha. Dạ, thôi bye mấy cô. Dạ. Tại con quay cái phim này mấy lần rồi, con đều thấy mấy người như đây rồi. Dạ. Cậu bố xa tay tao mặc là bự nhiều lắm. Rồi thôi, bây giờ em phải về bà con ơi. Rồi, đã tóm lên chương trình em tới đây xong nha, thì em phải đi quay show nữa. Bye bye bà con nghe, chúc bà con mạnh khỏe nha. Dạ, nhớ ủng hộ bà con. Bố Calibu Sao TV số 9 nè. Như lại Lý Đô Sài Gòn Calibu TV. Thank you, bye bye.